Đúng là miền quê có cái gì rất lạ lùng. 40 phút nữa đóng cửa rồi hả? Giờ không chả biết giờ thích gì nữa, nhưng mà cứ thích lạ lạ thì đi cho vui vậy thôi. Đó, lạ lùng không? Làm sao? Đổi nhau hả? Anh đổi đồ em đổi đồ anh chứ gì? Vui nha. Giờ chả biết giờ thích cái gì đâu, nhưng mà cứ thấy vậy là thấy vui thôi. Miền quê có nhiều cái ngộ vui quá ha. Đó, bên đây nữa nè. Đem đồ cũ nó đổi nhau. Anh thích đồ anh, em thích đồ em. Anh, trong này nó có những cái bức tranh rất là dễ thương nè chồng. Chồng, nó có những cái bức tranh rất là dễ thương, ai cũng cười tươi hết trơn á anh. Người ở miền quê dễ thương quá ha, người nào cũng cười te tét à anh. Ai cũng cười te tét hay thương lắm anh. Người miền quê nó happy hơn người thành phố. Làm cái này họ biết họ À, hỏi ai ai gặp mình cũng cười te tét à. Trong thành phố ít khi nào gặp nhau mà cười dốc vậy, gặp nhau là đi lướt qua nhau thôi. Vui nhỉ.